Thực ra thì bây giờ nên cũng xin chia sẻ với bạn ngay cả cái này, tức là trong một cái quãng thời gian, đặc biệt là cái thời gian mà nó cái khi mà cái công nghệ thông tin nó phát triển rồi, người ta thấy những cái thông tin khác cái chiều ở trên mạng, thì có thể nói là nhiều người cứ ngộ nhận rằng là bây giờ lớp trẻ nó không còn như ngày xưa nữa, nhưng với tôi lại khác. Tôi nghĩ là tôi nhìn một cách nó không biết là có phải là mình cái sự điềm tĩnh của cái này, phải nếu nhìn một cách điềm tĩnh ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái giai đoạn nhất định, tức là cái giai đoạn chúng tôi thì không phải bàn nữa rồi. Tức là nó chỉ có những cái thông tin cũng không phải là đa chiều, nhưng cũng đã có nhiều chiều rồi. Có một cái chiều là nói về cái tội ác của phía bên này, rồi cái sự là gọi là dấn thân của phía bên kia. Đấy, thì nhưng mà đến một cái giai đoạn nữa thì nó rộ lên những cái thông tin đa chiều trên được cái kích thích bằng các cái kênh mạng, thì nó nở ra, thì người ta cứ nghĩ rằng là đặc biệt là lên trên đấy thì nó còn cái thực tế thế này này, cái người sử dụng mạng lại là lớp trẻ nhiều hơn, và các cái thế hệ như chúng tôi ấy, tôi giả dụ tôi may mắn là tôi lại tiếp cận được cái mạng rất là sớm, thậm chí có khi còn sớm hơn rất nhiều bạn trẻ nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là bây giờ tôi nhiều lúc mà có những cái công việc mà tôi cần liên hệ với các đồng đội tôi ấy, thì rất khổ tâm, đồng đội tôi không phải ai cũng biết cái sử dụng cái công nghệ này, cho nên là họ gần như không có được tiếng nói ở, tức là không chiếm được cái diễn đàn của mạng, cho nên là cái diễn đàn mạng là bị một cái lớp mà người ta gọi là tiếp thu được cái công nghệ đó, thì người ta chiếm cái diễn đàn đó, thì họ cứ đưa ra những cái thông tin này thông tin kia, thì người ta cứ cảm thấy là chết rồi. Thế thì các cụ mà mất đi nữa thì con cháu bây giờ nó hiện tại nó đã chả coi cái cuộc chiến đó ngày xưa như thế nào, đánh lận lộn thùng phèo lên nữa. Thế thì nhưng mà trên thực tế thì bây giờ thông qua vừa rồi ấy, đặc biệt là thông qua những cái cuộc cọ sát vừa rồi về mặt các cái ý thức hệ thôi, tức là khi trên mạng xảy ra một số vấn đề này vấn đề kia giữa là thậm chí có những cái quan niệm rằng là bây giờ là chưa chắc bên nào đã là chính nghĩa. Có thể bên này là thậm chí dùng bên này là hôm nay là công chiến thắng thì công nói là công chính nghĩa, nhưng đến lúc nào đó rồi công đổ vỡ đi thì người ta sẽ lại. Nhưng khi rộ lên những cái đó mọi người bắt đầu đã lo, nhưng mà gần đây ấy, thì rõ ràng lại thấy cái này này là khi mà cái số mà lợi dụng những cái gọi là cái thực thể về thông tin đó, thực tế về thông tin đó, là để họ bắt đầu họ vun vén lại thành một cái ý thức hệ và muốn trở cờ lật sử lại. Thế thì lại có ngay bây giờ lên mạng, các bạn thấy đấy, các bạn trẻ trên mạng trở thành một cái lực lượng rất đáng tin cậy, và chúng tôi có thể nói nếu giả dụ như bây giờ tôi nhắm mắt tôi về với anh em đồng đội thì tôi cũng rất yên tâm rằng là mình không phải lo. Chính các bạn đang làm một cách rất xuất sắc, các bạn trẻ đang thực hiện một cách rất xuất sắc những cái việc, những cái biến cái nỗi lo của mình thành một cái điều mà mình có thể yên tâm được để mà mình đi. Thế những cái cuộc mà người ta cứ tưởng là có những cái tổ chức nọ tổ chức kia, nhưng tôi thấy có nhiều bạn trẻ rất tự phát thôi, họ lên nó bảo không, cái cuộc chiến này là như thế, cha anh chúng ta đã đổ xương đổ máu như thế, con cháu phải sống như thế, phải như thế nào để là tiếp nối cái chặng đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái câu chuyện hôm nay ấy, khi mà đã nhắc đến gọi là cái thế hệ, thì có thể nói đây là một cái giai đoạn chuyển giao thế hệ khó khăn, nhưng nó đã có định hướng rất rõ là nó vẫn không chệch hướng. Mà đặc biệt người giữ cho không chạy hướng đó thì không phải chỉ là những cái người đã từng trải như chúng tôi, mà có các bạn được tiếp nối phía sau đó, các bạn trẻ được tiếp nối sau đó. Đấy. Vâng, rất là cảm ơn anh. Từ 4 câu thơ thì chúng ta đã nghe thấy câu chuyện đang dần tới với thời hiện đại. Trong chia sẻ của nhà thơ Lê Bá Dương thì tôi có nghe đến hai từ lật sử. Phải chăng là anh muốn nhắc đến một cái cuộc tranh cãi, mình phải gọi là tranh cãi,
chứ không phải là tranh luận nữa. Một cái cuộc tranh cãi rất sôi nổi và rất là cũng là một cái diện rộng đấy trên mạng hiện nay, và cũng kéo khá dài rồi, về liên quan đến cuốn thông sử 15 tập của Việt Nam, có phải không thưa ông? Và cái cách gọi xưng hô ở trong đó, nhìn nhận vấn đề của những nhà viết sử và những công dân mạng, ta gọi là công dân mạng, thực ra thì là cư dân mạng mới là đúng. Thực ra cái này đây là một cái cuộc chính, cái cuộc tranh luận này ấy, thì cho thấy rằng là cái lớp mà lớp trẻ thì họ nhận thức rất rõ về cái này. Mà chính cái điều mà tôi yên tâm là bắt đầu thông qua cái cuộc tranh luận này thì không phải chỉ một số những đồng đội của tôi và một số những cái người mà đã từng nếm trải cái cuộc chiến tranh này hỏi, mà ngay cả cái lớp trẻ bây giờ người ta cũng nhận thức rất rõ về cái chuyện này, và không những nhận thức rõ mà người ta còn nhận thức rất khoa học về vấn đề này. Ví dụ như là bây giờ thế này, là tôi hôm trước tôi có một cái bài viết tôi nói chỉ giải nghĩa về cái chuyện là từ gọi là từ ngụy thôi. Dạ. Thì từ ngụy lúc đấy là ở trong về từ Hán thì chỉ có hai cái từ ngụy, một từ ngụy nó liên quan đến một cái họ, tức là cái từ ngụy này viết hoa. Dạ. Tức là họ Ngụy. Dạ. Giả dụ như ở trên Con Tum thì có Ngụy Nguy Con Tum rồi vân vân. Ừ. Thế là ở là Ngụy Diên rồi Ngụy Dũng, thì đại khái là có những cái họ tên riêng. Tên riêng. Dạ. Thì cái chữ Hán thì nó nhiều khi nó là đồng âm nhưng nó lại khác nghĩa, nó chỉ khác nhau trong cái bộ chữ thôi. Dạ. Nhưng trong cái bộ một cái bộ chữ của cái Ngụy họ thì nó lại khác, họ Ngụy khác. Dạ. Nhưng cái bộ chữ của họ của cái chữ Ngụy tức là giả. Dạ. Thì nó lại khác. Dạ. Thì giả là cái mà là gọi là ngụy tạo, rồi là giả dụ như trong chế độ thì gọi là ngụy quyền, gọi là một cái giả, một cái chính quyền giả. Rồi trong quân đội thì gọi là ngụy quân, là một cái đội quân giả. Thế thì nó một cái chính, một cái từ đó thôi là nó đã có chia làm hai cái, nhưng mà cái rõ ràng trong này là người ta dùng là dùng một cách ngắn gọn nhất, bởi vì cái âm Việt ấy, thì nó đã được từ các cái nghĩa từ Hán ấy, thì nó đã chuyển thành đó là thuần Việt rồi. Thế thì bây giờ là ngụy là giả, là mặc định nó thế. Còn bây giờ là người ta lấy lý do là nói ngụy thì nói như thế là nó biểu cảm thế nọ thế kia vân vân. Nhưng tôi xin lỗi là bây giờ nếu nói như các vị mà viết sử thì lại phải giải thích ra là rất là dài, thay từ một từ ngụy rất đơn giản là giả. Dạ. Bản thân chữ giả chưa chắc đã là xấu tệ. Dạ. Ta cứ hiểu giả là không phải là thật đi. Dạ. Nó không phải thật. Dạ. Chứ không phải là cái gì để chì chiết nhau rồi là đó kia. Nhưng nếu như mà dùng để cho nó đủ cái nghĩa đó là phải giải thích là một cái chính quyền là tay sai bán nước, tức là không phải chính quyền thật. Dạ. Mà chính quyền giải cho nó thật tận gốc của nó là cái chính quyền là gọi là ngụy danh. Dạ. Ngụy danh tức là giả danh một cái chính quyền có thật để làm tay sai cho một cái thế lực bán nước. Thế thì giải thích như thế nó lại vô tình nó rất dài, nhưng đồng thời nó lại trở thành một cái cụm từ chì chiết mà rất nặng nề. Dạ. Nếu giải thích ra thì nó rất nặng nề, bởi vì anh không thể thừa nhận là cái chính quyền này song cùng với lại chính quyền kia được. Đã có một chính quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dạ. Thì không thể có một cái chính quyền nào khác nữa. Thế thì còn nếu như anh không dùng từ ngụy thì bắt buộc anh phải dùng đủ đầy đủ cái hàm nghĩa của cái từ ngụy đó, giải thích nó ra. Thì khi giải thích nó ra thì thay từ ngụy thì nó đơn giản, nó chỉ là giả, hiểu nôm na là nó giả, quân giả, lính giả, rồi là viên chức giả, chính quyền giả của chính quyền giả. Thế thì bây giờ là anh lại giả để làm gì? Rồi giải thích thêm nữa là giả để là đây là cái chế độ tay sai cho cái một cái kẻ xâm lược, tức là sử dụng nó là công cụ, thậm chí nặng nề hơn nữa là một cái gọi là tôi tớ, rồi thậm chí là những cái từ nó còn tệ dễ hơn nữa, thì rõ ràng nó lại còn nặng nề hơn nữa. Cho nên giải thích cách gì để cho người ta hiểu như thế. Ngay còn ở trong này thì tôi nói ngay người mà sử dụng chữ nghĩa một cách rất chuẩn mực chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
thì bác là sử dụng những cái từ này rất chuẩn mực ngay từ trong cái ý thức của cụ, từ trong cái tư duy của cụ đến thơ cụ. Ví dụ như là thơ chúc Tết của cụ là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đấy. Rồi là hệ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, chúng ta thề chiến đấu quét sạch nó đi. Đấy. Chứ rõ ràng trong ý thức của cụ thế này này, Ngụy là thứ giả, mà nếu như giải thích theo cái cách mà các nhà lập sử bây giờ ấy, bảo là nói cho đủ là gọi là chế độ tay sai bản nước, thì cụ nếu mà giải thích như thế thì nhưng cụ không đặt nặng cái đó lên, không chỉ trích như thế. Chú bảo là cái đối tượng tác chiến của cụ, của đất nước Việt Nam này, của quân đội nhân dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam là kẻ xâm lược. Đánh cho kẻ xâm lược là cút thì tự khắc là mất đi cái chế độ ăn theo, một cái gọi là cái chế độ giả ăn theo. Thế thì một cái thực thể giả ăn theo đó thì cụ không coi đó là đối tượng tác chiến. Rất nhân văn ở chỗ thế này, cụ không coi đó là đối tượng tác chiến. Họ giả, họ bị theo, có thể chính quyền bịa ra một cái gì đó để hô hào cái tấm lòng yêu nước của những người dân. Đấy. Họ cứ nghĩ là đi theo Ngụy để đánh là miền Bắc xâm lược vân vân. Đấy, xâm lược rồi Nga Xô xâm lược rồi sự tiếp tay của Nga Xô miền Bắc xâm lược miền Nam. Thế nhưng mà họ thì cứ nghĩ là đi theo như thế là họ yêu nước, chứ họ không có nghĩ là đi theo như thế là giả. Thì bây giờ là cụ phân biệt rất rõ là đó là đồng bào mình, có thể nhầm lẫn trong cái ý thức hệ, nhầm lẫn trong mục tiêu. Chứ còn mục tiêu của cụ rất rõ ràng, của đất nước mình mà thông qua lời của Hồ Chủ tịch rất rõ ràng là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, chứ không phải giết Ngụy để cho đấy. Chỉ đánh cho Mỹ cút rồi thì tự khắc là Ngụy nó nhào. Tức là mình đánh đi đánh lại cũng chỉ là đánh cái lũ xâm lược là thực dân Pháp ở trước đây và xâm lược Mỹ sau này. Tức là chọn đối tượng nhỉ? Dạ. Nhân câu chuyện mà đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thì hiện nay ở trên mạng có một cái luồng dư luận cho rằng là việc mà Mỹ với quân đội cũng như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì cũng giống như là Trung Quốc hay Liên Xô đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì anh có thể chia sẻ cái sự khác biệt và sai hay là đúng trong cái nhận xét, cái dư gọi là cái luận điệu trên được không? Thực ra tất cả mọi nó khác nhau ở chỗ thế này, này là Mỹ nó đổ quân vào, đổ của vào và nó lập ra một cái chính quyền hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ. Còn Việt Nam thì có thể là các anh em bạn bè trong cái khối như là Trung Quốc, như Liên Xô, như Tiệp, như năm tư ngày xưa đấy, rồi như Ba Lan, người ta chỉ giúp mình thôi. Và thậm chí là mình chưa bao giờ, khi người ta yêu cầu, kể cả Cuba, họ yêu cầu là họ sẽ đưa quân sang cùng với mình dứt khoát không, chúng tôi bằng con đường của chúng tôi, bằng cái cuộc chiến của chúng tôi, những tay cầm súng của người Việt chúng tôi giải quyết cái công việc của là nội bộ chúng tôi thôi. Thằng anh là thằng em nó sai, nó đấy bán vườn bán tược đi, thì bây giờ chúng tôi đấu tranh lại đòi vườn đòi tược về đúng cho dòng họ, trong đó có phần của cả thằng em đấy. Thế thì trong cái này là hoàn toàn nó khác biệt nhau. Chưa bao giờ chúng ta phụ thuộc vào bất cứ một cái nước quốc gia nào hết ấy. Trong lúc đó cái chính quyền Sài Gòn, mà nhất là cái giai đoạn những năm 75 ấy, khi mà Mỹ bắt đầu rút hết tất cả mọi thứ, kể cả viện trợ, sau cái Việt Nam Hóa chiến tranh thì nó rút đi thì kể cả rút cái viện trợ nữa, thì quân Mỹ rút, viện trợ rút, không còn cái gì nữa, thì chính ngay cái Tổng thống Thiệu cũng phải tuyên bố là bỏ đầu hàng, bỏ chạy, là chỉ vì là bây giờ là công bỏ đi thì chúng tôi còn đánh làm cái gì, đánh cho ai. Thì cái cách gọi là cái sự khác biệt nhau, kể cả hình thức, kể cả bản chất, chứ không phải chỉ là hình thức đâu. Về hình thức thì rõ ràng là bên này thì quân là quân của, gọi là nôm na là nó cũng gọi là tay sai đấy, do một cái kẻ xâm lược nó lập lên, nó sử dụng. Còn bên này là phía là quân đội nhân dân Việt Nam là hoàn toàn chiến đấu bằng cái ý chí của mình, bằng cái trách nhiệm của mình, cái trách nhiệm công dân của mình. Nhưng chỉ có khác một chút, có thêm một chút nữa là có sự giúp đỡ về mặt vật chất, tinh thần của bạn bè trên thế giới, phe xã hội chủ nghĩa. Như vậy không, kể cả
không phải riêng phe xã hội chủ nghĩa, kể cả tư bản cũng có rất nhiều nước là sau này cứ dần dần hiểu và giúp mình, mà mình thắng chính là thế này. Là cho nên ở đây nói thêm một chút nữa là chúng ta có nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, chúng ta chưa bao giờ thắng ở trận đầu, nhưng chúng ta thắng ở toàn cuộc là bởi vì chúng ta không những là có cái sự hỗ trợ của trong phe, cái sức mạnh từ trong một cái phe ta gọi nôm na là phe xã hội chủ nghĩa, mà còn có cả cái sức mạnh của cả bạn bè là yêu hòa bình, yêu chuộng hòa bình trên thế giới này nữa, của ngay chính cả một số nước gọi là cái nhóm tư bản, cái khối tư bản. Như vậy là với cái luận điệu là một bên thì nhận hỗ trợ của Mỹ, một bên thì nhận hỗ trợ của Liên Xô, thì anh giải thích như vậy, tức là cũng là cái, cũng là một cái để bác lại cái cho rằng là mình với bên kia là hai cái giống nhau và chỉ là khác nhau về ý thức hệ và đấu với nhau thôi. Cũng có nghĩa rằng là bác lại cái lý luận cho rằng đây là cuộc nội chiến. Và em cũng có một câu hỏi như thế này, cũng là một cái loại dư luận trên mạng, nhưng mà hiện nay thì cũng không phải là ít người ủng hộ, mặc dù không phải là phổ biến, không phải là đa số, nhưng mà cũng không phải là ít người ủng hộ. Thì họ cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, theo cách như ta nói, và người Mỹ cũng như là thế giới phương Tây thì họ gọi là chiến tranh Việt Nam, hay là còn được gọi là chiến tranh Đông Dương, vì cái này nó còn lan rộng ra những nước khác như Lào, Campuchia. Tuy nhiên thì tựu chung lại, cái phần anh giải thích nó hoàn toàn đúng, và từ năm 72, từ năm 1972 mà quay ngược trở lại cho tới khi mà ông Diệm được thành lập, bởi vì ông Diệm được thành lập do chính người Mỹ đỡ đầu và đưa lên, rồi sau đó người Mỹ đổ quân vào. Thế nhưng mà đến năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, người Mỹ rút về nước, và còn lại hai miền Nam Bắc theo hiệp định thì sẽ là một cái hiệp thương, để rồi là thành lập một cái mặt trận chính phủ ba bên, rồi dần dần sẽ tới được tổng tuyển cử thống nhất. Nhưng sự thực thì đã không diễn ra như vậy, tức là cơ hội để chúng ta được thống nhất cũng như hiệp định Geneva trước đây, là cơ hội để thống nhất và thoát khỏi cuộc chiến tranh của chúng ta đã bị bỏ mất. Thì từ năm 73 cho đến năm 75 kết thúc vào 30 tháng 4, mà thực ra là nó còn vẫn còn nhiều vùng, còn các anh vẫn còn phải chiến đấu nhiều và vẫn còn hy sinh, chứ không phải 30 tháng 4 là hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Nhưng mình lấy gọi là theo quy ước thông lệ là cứ chiếm được thủ đô là xong một cuộc chiến. Thì đến ngày 30 tháng 4, người ta cho rằng cái cuộc chiến từ năm 73 cho đến 30 tháng 4 là một cuộc nội chiến. Thì anh, theo quan điểm của anh sẽ lý luận như thế nào về vấn đề này? Thực ra thì cũng nó chỉ là cái sự kéo dài của một cuộc chiến, mà gọi là, cho nên ngày trước mà tụi cho nó dùng, phía đối phương nó dùng cái từ là Việt Nam hóa chiến tranh ấy. Dạ. Nó đã nói toạc ra cái bản chất của cái cuộc chiến sau này rồi. Dạ. Tức là súng đạn Mỹ, cái dây cương của Mỹ cầm, con ngựa chiến tranh cứ phi, cái dây cương của ngựa, cương ngựa của một con ngựa, trong một cái hai con ngựa chiến, thì một bên là một con ngựa chiến là hoàn toàn là ở một cái vị thế nó khác, còn một bên nữa là gọi là con ngựa chiến nhưng mà được ngoắc một cái dây cương của một cái thế lực khác. Còn tất nhiên trong cái chuyện mà đàm phán lắt léo ở trong đó thì cũng phải nói thế này này, cho đến bây giờ cái mới nhất đây của APEC là người ta bảo là tất cả mọi cái sự gặp nhau chỉ là gặp nhau về trong một cái khối đó để bàn những câu chuyện liên quan chuyện làm ăn, nhưng rút cục lại cũng là đất nước nào đất nước đó cũng phải tự lo. Dạ. Cũng phải tự lo, và bản thân của mỗi một dân tộc thì cái lợi ích của dân tộc đó vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
Thế còn trong cái quá trình, giả dụ sau khi mà đàm phán thì người ta cũng đặt lên hàng đầu những cái lợi ích của họ, thì không loại trừ những cái trường hợp lắt léo trong những cái khuynh hướng chính trị của một số nước mà đứng liên quan. Có những nước là trực tiếp cầm cương, nhưng có những nước liên quan đến cái này, mượn gió bẻ măng để tìm cách là kiếm cái lợi về phía họ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không liên quan gì đến cái bản chất của cái cuộc chiến này. Cho nên là bản chất cuộc chiến vẫn không thay đổi, bắt đầu từ cái từ người ta dùng là chính là Việt Nam hóa chiến tranh. Nói tóm lại, Việt Nam hóa chiến tranh có nghĩa là chiến tranh vẫn là chiến tranh xâm lược. Chỉ còn điều bây giờ tôi biến nó thành cái Việt Nam hóa đi, tôi sử dụng cái đội quân tôi lập nó ra, tôi thuê mướn nó để nó thay tôi để gọi là chịu trận với lại một cái đội quân chống xâm lược. Cái con ngựa chống xâm lược với con ngựa mà tay sai cho cái xâm lược, tức là được cái kẻ xâm lược cầm cương, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên là cũng đừng nói là sau này chỉ có người Việt. Cho nên tôi nhớ một cái kỷ niệm thế này, năm 1971 là khi mà mùa xuân năm 1971, khi mà chúng tôi khi người ta mở cái mặt trận Lam Sơn 719 đi ngược lên phía Lào dọc theo đường 9, thì đơn vị chúng tôi mà được tổ chức ra ở dọc đường 9 để chặn đánh các cái đoàn quân xa của Mỹ Ngụy là đi lên chi viện cho Nam Lào. Thế thì hồi đó tôi nhớ là chưa bao giờ trong chiến tranh chưa bao giờ đặt ra cái khái niệm là phép đi phép. Thế nhưng mà đã có một cái giao ước thế này: nếu đồng chí nào trực tiếp bắt được một tù binh Mỹ thì sẽ thưởng cho 15 ngày phép. Điều rất lạ là năm 71 là chúng tôi nghe lần đầu tiên tôi nghe được cái từ đó ở tại Dương Thủy của Quảng Bình, ở tại Sen Thủy của Quảng Bình. Tức là trước khi chúng tôi vào chiến dịch thì ở Sen Thủy Quảng Bình thì đã tập tành nọ kia rồi, bắt đầu là đã có một cái hứa thưởng như thế, tức là không thưởng cái nọ thưởng kia, dụng sĩ dụng chiếc tất cả mọi thứ rồi. Nhưng bây giờ lại thêm một, sau này té ra là mình hiểu một chi tiết này là năm 1970 thực hiện cái chế độ gọi là một cái cuộc thay đổi cuộc chiến thay màu da sắc chết. Nói nôm na là bên này thì ta dùng từ là nó thay màu da sắc chết, tức là Việt Nam hóa chiến tranh. Thế thì rõ ràng là quân Mỹ cam kết là rút, không có liên quan gì cuộc chiến tranh này nữa, nhưng thực tế là nó vẫn còn tồn tại đứng sau lưng này, hậu thuẫn về bom, về đạn, về tiền, về của tất cả mọi thứ, để cho cái đội quân mà nó đã cho bú cho mớm như thế để là nuôi dưỡng lên, vỗ cho nó lớn lên, để nó vững lên, để mà cầm súng thay nó. Thế thì đến cái giai đoạn đó chỉ cần mình bắt được một tù binh Mỹ thôi, để mình chứng minh được rằng Mỹ vẫn đang nằm ở, vẫn đang là kẻ can thiệp, vẫn đang là kẻ xâm lược đứng sau lưng cầm giật dây. Và cho nên là tôi hút chết chỉ vì cái chuyện cũng háo hức xuống để tìm cách bắt tù binh, nhưng mà rồi cuối cùng là không thành công, là bởi vì nguyên cả cái đoàn quân xa đó khi mà bọn tôi bắn dùng súng tăng bắn tăng ấy, rồi dùng lựu đạn chống tăng bắn xuống, thì cả cái đoạn đường đó ta lũy đường thì nó cao, đoạn đường thì nó nằm ở lọt ở giữa, nó giống như cái máng ấy. Thì lại dính vào mấy cái xe mà chở xăng dầu. Thế là nó đổ thành một cái đường lửa. Thì lúc đấy thì không ai nào có thể dám chui vào chỗ đường lửa đó mà đi bắt tù binh. Mà hai nữa là gần 200 chiếc xe, mà bọn tôi chỉ sức bọn tôi chỉ có một đơn vị, có đại đội đứng đánh chặn ở cái gọi là cái bây giờ gọi là cầu Z ấy. Cầu Z trên đoạn đường đi từ dưới này đến trên đường 9 ấy. Từ đoạn cầu Z đó đi vào một lượng đoạn nữa là sân bay Sân Mưu cũ. Thì nó như thế đấy, tức là để nói cái câu chuyện này để chứng minh rằng Mỹ chưa, cho đến năm 30 tháng 4 thì chưa bao giờ, năm 75 là chưa bao giờ là Mỹ là thôi can thiệp và là vào cái cuộc chiến này. Hay nói nôm na là cái cuộc chiến vẫn là cuộc chiến xâm lược của Mỹ, nhưng chỉ khác là đối tượng tác chiến là Mỹ đẩy cái lực lượng đó lên, thay mà nói như cách gọi thời đó là thay màu da cho sắc chết. Rất cảm ơn anh. Nghe như vậy thì em hiểu như thế này có đúng không? Tức là cái chương trình hay là người Mỹ thì rất là hoa mỹ, họ thường đặt tên cho các cái chiến dịch rồi các cái học thuyết của họ, những cái chủ trương, và họ đem vào các cái
đem vào áp dụng trong thực tế, và cụ thể trong trường hợp này là đem áp dụng ở Việt Nam, thì họ thường đặt những cái tên rất là hay, ví dụ như là thay đổi màu da trên xác chết, thì cái đó nghe là đã biết ngay là nó là cái gì rồi. Nhưng mà còn cái câu mà Việt Nam hóa chiến tranh thì hóa mỹ hơn mỹ miều, mỹ miều hơn. Dạ. Và em hiểu cái anh giải thích như vậy thì em hiểu thế này, tức là có thể nói là người Mỹ đã hoàn thành được cái chương trình Việt Nam hóa chiến tranh hay là thay màu da xác chết, nhưng mà chỉ có điều họ hoàn chỉnh được cái việc thay cái màu da trên xác chết, thay người Mỹ chết bằng người Việt Nam chết, nhưng họ lại không kết thúc được cuộc chiến tranh theo như mà cái chương trình khi họ đặt ra cái này, tức là anh ấy thay đổi màu da trên xác chết, nhưng cuối cùng mục đích của anh ấy vẫn phải thành lập được, anh vẫn phải đạt được, tức là cuộc chiến vẫn là giành phần thắng về phía anh ấy, nhưng mà thực tế thì đã không đạt được như vậy, nhưng mà cũng đúng được ở cái phần là bạn ấy đã thay được màu da trên xác chết và bạn ấy đã Việt Nam hóa được chiến tranh, và chính cái điều đó đã khiến cho rất là nhiều người ngộ nhận, nghĩ rằng đây là cuộc nội chiến. Bây giờ thế này, thực ra nói là tất cả mọi cái cuộc chiến đều có mục đích,